Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Vậy là sau thử thách gặp người lạ ở tập 2, màu sắc của các cô cậu bé đã được bộc lộ rõ nét hơn thông qua cách xử lý các tình huống bất ngờ xảy đến. Anh cả Andy thì dạn dĩ. Bé Son lại sống rất tình cảm và hiểu chuyện. Thì mẹ cứ chắc chắn cho con, tại vì con thấy là tội lắm. Thôi cho con đây về. Andy Khánh thì lém lĩnh và nhanh trí khi còn đưa ngược lại thử thách cho người lạ. Còn ba cô cậu bé, Soi, Cam và Đậu khi không có bố mẹ bên cạnh rất biết quan tâm lẫn nhau và cũng vô cùng bản lĩnh khi nhất quyết không để người lạ lấy mất em cuốn. Hẳn là sau thử thách này, các ông bố bà mẹ sẽ có những cái nhìn rất khác về con của mình. Và ở tập này, các gia đình sẽ có buổi gặp gỡ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chờ xem những điều bất ngờ gì sẽ diễn ra trong buổi gặp đầu tiên này nhé. Thử thách lớn không? Tập 3, cuộc gặp gỡ đầu tiên. Okay now, from the beginning. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Thử thách lớn khôn, và tôi là Ngô Kiến Huy, người sẽ đồng hành cùng với 6 gia đình vượt qua thử thách trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình Thử thách lớn khôn là một chương trình thực tế hoàn toàn mới. Ở đây, chúng ta sẽ có 6 gia đình với 6 màu sắc khác nhau, cũng như 6 cách dạy con khác nhau. Và đúng với tên gọi đó chính là Thử thách lớn khôn. Ở đây sẽ có những thử thách rất đặc biệt dành cho các bé, đồng thời cũng sẽ là những trải nghiệm rất đáng nhớ. Và thông qua đó sẽ tìm ra những cách dạy con tân tiến hơn nữa. Và chương trình Thử thách lớn khôn sẽ là một thử thách để tăng tính đoàn kết của từng thành viên trong cùng gia đình với nhau. Và thưa quý vị, khu vực hiện tại Huy đang đứng đó chính là khu vực thảm đỏ của chương trình Thử thách lớn khôn. Và ở đây chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện của 6 gia đình với 6 bộ trang phục rất là dễ thương. Các gia đình sẽ thực hiện một thử thách nhỏ của chúng tôi, đó chính là thực hiện một màn catwalk từ trong ra ngoài, sau đó tạo dáng, phô dáng thật là ấn tượng, thật là đẹp hoặc là lạ để chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc đó. Đây là một thử thách rất là nhẹ nhàng, tôi nghĩ là khởi đầu thôi. Và bây giờ thử thách bắt đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng để chờ đón các gia đình. Tôi đã đợi nãy giờ 5 phút rồi chưa thấy gia đình đầu tiên đâu. Yeah, thấy rồi. Chiếc xe đầu tiên đang tiến vào. Xe lam màu vàng. Nhìn bóng dáng quen quen. Rồi sao đi luôn vậy? Nhà mình ơi. Wow, gia đình đầu tiên đang xuất hiện với một phương tiện là một bé xe lam màu vàng. Biển số đẹp luôn nha, 2658. Ê. Ủa. Ô kìa. Anh Lạc Tị Trang. Bé Andy dạ. Bây giờ mẹ hỏi con này, con có thích chơi là mấy em không? Có chơi mấy bạn không? Thích. Ở cái chương trình này á, là mẹ nói chuyện với người ta rồi, là có 6 gia đình tham gia, mà mỗi gia đình á, là có những bạn nhỏ giống như con vậy đó. Nhỏ hơn con luôn, có mấy em nhỏ hơn con luôn. Cho con đi vệ sinh được không? Sao nãy giờ không chịu đi hả? Bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc, mẹ đang rất nghiêm túc với con luôn á. Đi anh đây. Con đi cái đã. Chán thiệt luôn á trời. Nãy mẹ nói đó là mình chơi với lại 6 gia đình. Mỗi gia đình á là sẽ có những bạn nhỏ giống như con, hoặc là có mấy em nhỏ hơn con luôn. Con thích chơi đúng không? Dạ. Rồi nhất định chơi nha. Dạ nhất định chơi
luôn. Không được bỏ cuộc giữa chừng nha. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Bây giờ con có thích quá trang thành cái nhân vật nào không? Dạ không. Dạ không. Bây giờ con vẫn muốn bình thường. Bình thường hả? Bằng đồ đẹp thôi hả? Sao vậy? Mình quá trang thành những nhân vật mình thích, giống như là Batman nè, Superman nè, hay là con vịt Donan, ví dụ vậy. Mẹ nói nhiều quá, nhức đầu lắm nha mẹ. Trời ơi anh ơi. Spider-Man được không? Spider-Man cũng được. Đó là quyết định là Spider-Man nha. Ok. 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 Rồi. Wow. Và đây là gia đình đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Đó, anh Tiến Lực, chị Thu Trang và bé Andy. Đó chính là gia đình là số 1. Dạ mời gia đình mình ạ. À. Trời ơi, nãy giờ em đợi quá trời đợi. Em thắc mắc là sao bé Lam nó không vô đây mà bé Lam đứng sao vậy chị? Tới đó bị hết xăng hay gì đó em. Ủa, Andy ơi. Andy ơi, con đi xe Lam thấy sao con? Dạ, con thấy vui. Con muốn mỗi ngày ba má đi học, đưa đi học bằng xe này không? Đừng bao giờ ước mơ như vậy nha con. Đừng bao giờ ước mơ như vậy. Dạ không. Andy, sao hôm nay con cosplay vô Spider-Man vậy? Tại vì con thích Spider-Man. Ngoài thích Spider-Man, con thích gì nữa không? Dạ, không. Con thích chú Quy luôn hả? Anh là hỏi vậy được rồi. Hỏi vậy đương nhiên nó phải trả lời vậy. Bạn thích rồi. Thích chứ. Trời ơi, cảm ơn anh trai. Nãy giờ hôm nay chú có đã bận một bộ đồ rất là chỉnh chu. Hello Mickey. Con chỉ thấy mặt chú đẹp thôi à. Con chỉ thấy mặt chú đẹp thôi à. Trời ơi. Ờ, giải thưởng ơi. Con ra lên đợi thi thố vậy chứ. Bé này khéo ăn khéo nói hả? Con ơi, con biết là ngày hôm nay nhiệm vụ con là gì không? Dạ không. Dạ không. Nhiệm vụ của con là phải vượt qua những thử thách của chú đưa ra. Là có thể lực nè, trả lời câu hỏi nè. Giữa mẹ Trang với ba Luật á, con nghĩ ai sẽ là người trả lời câu hỏi nhiều hơn? Mẹ. Cái gì? Tại con thấy mẹ thông minh hơn. Mỗi ngày ở nhà mẹ ưa giải bài nhiều hơn. Ưa giải bài, con Luật Ủa, anh ơi. Ôi, nãy giờ đứng. Tại sáng lúc sớm quá, đứng nãy giờ ngủ gục. Rồi bây giờ là một cái lựa chọn đầu tiên của con nè. Khó ơi là khó luôn nha, mà không cần bố mẹ luôn. Con sẽ lựa chọn ở đây có 6 chiếc xe đạp. Ngẫu nhiên, bất kỳ, con sẽ được quyền chọn một trong 6 chiếc xe đạp này, chiếc nào con thích. Khó à. Có tư vấn bà mẹ không? Xanh nước biển đi. Xanh nước biển, rồi đây, xe đạp của con. Bên trái hả con? Rồi dắt về gia đình mình luôn nha. Đúng rồi, lên xe ngồi đi con. Lái về luôn. Đạp về đây luôn con. Đạp nổi không? Đạp được không? Đạp được con. Đạp hết được con. Đó, đây là chiếc xe đạp sở hữu đầu tiên của con, tài sản đầu tiên của con trong ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là sự hiện diện của gia đình kế tiếp, xin mời. Wow, cô bé Son đáng yêu cùng với ba và mẹ của mình đã xuất hiện rồi đây. Em thấy giữa trời nắng mà con bóng trắng và cởi xe ba bánh là người nước ngoài. Cả nhà xuất hiện trên chiếc mô tô thiệt ngầu. Nhưng mà bố Johan ơi, cả nhà mình đang đi đâu vậy? Bước qua đời nha. Có khi nào chạy ra ngoài? Mọi người đang hết sức ra hiệu để bố Johan dừng lại. Hello. I'm here. I'm here. Còn cô bé Son thì cất tiếng kêu cứu rồi. Cuối cùng thì xe cũng dừng rồi. Hôm nay bé Son của chúng ta trông thật rực rỡ. Cô bé đang hóa trang thành nhân vật nào đây nhỉ? Pony. Sao lại cầu pony? Tại vì con thích pony, nó có cánh đẹp, nó là cầu vồng, vui nó là có cái đùa trên đầu, con thích. Nó chạy nhanh nữa. Còn gì nữa? Nó là nó thì nó có nhiều bạn. Dạ có. Wow.
lại con dẫn em vô. Mời con. Nè, cao lăng lên, trời ơi, dẫn em vô. Wow. Welcome, welcome. Trời ơi, tình quá kìa. Hai người lo tình tứ trong khi con bỏ đi vô. Trời ơi. Oh my god. Em mời gia đình mình. You didn't have to wait for us. Con vô trước. Muốn con phải đợi ba mẹ nha con. Ok, không sao. Dạ, hello gia đình mình ạ. Xin chào. Xin chào. Morning, morning. Morning, morning. Dạ. Xin chào. Đây, chị ơi, em bây giờ là Anh ngữ for today là em rất là lành. Chị biết mà, chị biết giọng này là em lên rồi. Tiếng Anh nha em. Dạ, dạ. Is it hard to ride? A little bit, I have to be honest, because it's the first time I drive a motorbike, so, and especially this kind. Hiểu không em? Dạ, hiểu. Anh nói là rất là khó lái chị, nên lần đầu anh lái luôn. Wow. Trời ơi chị, qua wow, hỏi câu với anh về xã giao thôi, hết rồi chị. Bây giờ chị nha. Chị thấy sao gia đình mình chọn phương tiện rất là độc đáo này à, một chiếc xe xe mô tô mà có thêm một cái ghế phụ kế bên à. Nhà cũng muốn là gây ấn tượng chút xíu không? Nhưng mà cái ấn tượng này là quá khó để mà vượt qua thử thách. Em thấy ấn tượng mà chị, em thấy là anh chạy hai vòng em thấy ấn tượng rồi đó. Now it's your turn. Em tưởng đâu là hồi nãy lái xong quẹo ngược là chỗ cũ. Mà biết sao không? Rất là khó để quẹo. Lúc mà quẹo là chỉ con son nó hú hồn hú vía. Cho nên là về tới đây là mừng lắm rồi. Dạ. Mừng lắm. Ồ, nhưng mà chính nè. Nhưng mà chính nãy giờ là cô. Hello con, chào con. Hey, chào chú Mơ Kiến Huy đi. Không chào chú, không phải nhìn chú. Chào chú Mơ Kiến Huy đi. Chào chú, không phải nhìn chú. Chào con. Con chào chú, không phải nhìn chú đàng hoàng nha con. Son ơi, con vào đây nè. Come here, stand here with us. Ngày hôm nay chú có những món quà tặng con. Món quà đầu tiên là ở đây còn 5 chiếc xe đạp. Con được quyền chọn một trong 5 chiếc xe đạp này và lái về gia đình của mình. 6 cái mà 1, 2, 3, 4... À, 5 cái. 5 sao? Nhưng mà cái này là của anh Andy rồi. Anh Andy, okay. Anh Andy chọn một cái màu xanh con, rồi. Con đây nè. Con thích màu nào, con thích màu nào. Con thích này không? Andy nhường lại cho con. Rồi, con. Con thích màu xanh. Đây, mời con. Rồi, lái xe về cho con. Good choice, Angelina. Nice color. Rồi, lái về bên gia đình mình nha. Dạ, con cảm ơn chú đi. Your turn. Yeah, exactly. Much better than Papa. You know what? You represent this family much better than I do on a motorbike. All right? Dạ rồi, cảm ơn gia đình mình đã có món quà rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đón xem gia đình thứ ba họ sẽ đi bằng phương tiện gì tới đây. Có thể là máy bay. Difficult. Ta-da! Gia đình thứ ba chính là nhà bé Xoài. Cả nhà đang vượt qua cung đường thử thách lớn khôn để tiến vào khu vực thảm đỏ. Nhưng không biết Xoài sẽ hóa trang thành nhân vật gì đây? Bây giờ Xoài sẽ chọn bộ nào? Từ từ đã, để bố bày xong cho Xoài ngắm nhá. Anh thích nhẹ đen. Ủa, đó là có quần nào bơi? Có bể bơi đấy. Nhá. À, để xem có bể bơi thì mình bơi. Này. Đâu, con dơ lên bố xem nào. Đây. Bộ này à? Vậy là Xoài nhà ta đã lựa chọn hóa trang thành nhân vật người nhện như anh cả Andy. Rồi, chào mừng rất là mình ạ. Angelina, we have Spider-Man coming. Dạ, mời gia đình mình ạ. Mời gia đình vô nữa kìa con. Dạ, em chạy gia đình mình, xin mình giới thiệu với gia đình mình ạ. Xin mời ạ. Vâng, xin chào chương trình, xin chào anh chị. Em là Tùng Sơn. Còn em là Thu Trang. Em là gia đình nhà bé Xoài. Bé Xoài. Con trai. Hôm nay Xoài đang rất háo hức để tham gia chương trình cùng các anh chị. Con tên gì? Con tên là gì nhỉ? Con tên là gì nhỉ? Con tên là Gia Huy ạ. À, mắc cỡ. À, nhưng mà ngày hôm nay thì em phát hiện một điều đặc biệt, đó chính là có hai Spider-Man. Đúng rồi. Một Spider-Man lớn. Phần 1, phần 2, phần này phần 3. Người nhện xa nhà. Cái này con là người nhện xa nhà. À, xa nhà. Em mới xa nhà. Con là người nhện gì à, Sai? Con người nhện gì? Mắc cỡ. Bé khi mà gặp các anh chị thì bé
vừa rất là mắt, thích rồi. Rất là kiểu ngưỡng mộ và cũng có muốn chơi cùng nhưng mà vẫn thiếu cái sự tự tin, tức là chưa dám là chủ động ra bắt chuyện, ra làm quen. Bây giờ mình tới với lại cái quyết định đầu tiên của bé trong ngày hôm nay đi, là con sẽ được chọn một trong bốn chiếc xe đạp còn lại ở đây. Con ơi, con chọn xe màu nào nào? Đỏ hay là... Trời ơi, bé nhanh quá. Đó, bé thích màu nổi. Bé quyết đoán à? Yeah. Rồi, chạy luôn con. Rồi, yeah. Con chạy đây nha. Chạy luôn, chạy nha. Luôn. Xin mời gia đình thứ tư ạ. Không biết gia đình thứ tư là nhà nào đây? À, là nhà của bé Andy Khánh. Vậy bây giờ ba hỏi con này, khi mà mình đến đó là mình sẽ mặc đồ gì? Con muốn ba soạn cho con đồ gì? Quần tây, áo sơ mi, quần jean, áo thun, hay là cái gì? Superman. Cái gì? Superman. Superman là cái gì? Superman siêu nhân đó. Con muốn bạn Superman hả? Mấy cái bộ đồ ba mua hả? Mua cho con hả? Thôi bây giờ bạn biết lên lựa đi, hãy thích bộ nào bạn bộ đó. Ok. Ok không? Dạ. Vừa không con? Dạ vừa, nhưng mà phải xanh lên xíu. Mới giờ vừa. Vậy thì cái này thì để mặt nạ vậy? Trời. Mặt nạ có cái gì? Cái gì vậy Peter? Có cái mặt nạ. Peter làm gì vậy? Hả? Có cái miệng mà không có. Dạ, tôi không. Vậy cái này không có mặt nạ không con? Cái mặt nạ ở đâu? Có cái mặt nạ. Có cái mặt nạ rồi. Ok, vậy con mặt này nha. Dạ, nhưng mà cái mặt nạ nó đâu rồi? Hay là người sắt đi. Hay người sắt đi. Người sắt. Cái này gọi là gì ba quên rồi? Người sắt. Là cái gì á? Andy Khánh có vẻ là một fan chân chính của các siêu anh hùng, nên mãi mà vẫn chưa lựa được đồ. Cùng đoán xem cậu bé sẽ xuất hiện với bộ trang phục nào nhé. Dạ. Xe này là tặng mỗi gia đình một chiếc. Dạ đúng vậy, gia đình tụi em rất điều kiện. Tặng thôi. Gia đình này mới có điều kiện nè. Trời ơi. That should be me. Trời ơi. Thôi anh mày tự tin chưa? Chào ba. Chào với. Đi tướng sao? Hello Iron Man. Hello. How are you? Hello. Xin chào cả nhà. Iron Man đi đứng lên. Wow. Ngầu quá, ngầu quá, ngầu quá. Ngầu quá. Wow. Iron Man đi đúng không? Iron Man. Thôi Iron Man đến rồi. Wow, phải chào Iron Man. Trời ơi. Chào mừng Iron Man, mời con vào nhà. Cờ bắp quá. Trời ơi, chào anh chị. Chào Iron Man, how are you? Dạ, mình bên đây luôn ạ. Tại vì Spider-Man không có thấy ai hết. Iron Man, con có thể cởi mặt nạ ra chú thấy dung nhan con không? Đó, chào con, người bạn nhỏ. Ôi, trời ơi. Con quay qua, con cúi đầu, con khoanh tay, con chào các cô chú. Con chào các cô chú. Con chào các anh em. Chào các anh em. Ở nhà hay tập gym không? Tập thể dục không? Tôi cơ bắp luôn. Yeah. 6 muối kìa. 6 muối. Rồi, con ơi. Bây giờ chúng ta đang ở đây là có ba người bạn con đã chọn ba chiếc xe đạp rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn ba chiếc xe đạp nữa, màu ngẫu nhiên thôi. Con xe đạp nào con cứ việc lấy về gia đình mình, màu đỏ, màu vàng hay là màu cam và màu đỏ thôi. Còn màu cam và màu đỏ. Màu cam đi. Con lấy màu đỏ. Rồi mời con. Ok, lấy màu đỏ. Let's see. Hay quá, chạy được không con? Được nhưng mà đạp được không vấn đề nè. Cái chân già quá đỡ được. Xin mời gia đình kế tiếp ạ. Cam công chúa của chúng ta đây rồi. Cam ơi, thế sắp tới mà đi vào trong kia con gặp mọi người, con muốn hóa trang thành gì nhỉ? Thế công chúa hay con thỏ? Công chúa gì nhỉ? Công chúa gì? Hóa trang thành công chúa eo gì? Hả? Eo xa đúng không? Hả? Con ngại à?
Con ngượng con xấu hổ à? Công chúa Elsa mặc váy màu gì nhỉ? Xanh gì? Xanh gì nhỉ? Xanh lá cây á, xanh nước biển chứ. Nhờ? Ok, hóa trang thành công chúa nhá. Yeah. Bố đi mua váy công chúa cho con nhá. Ok. Vậy là công chúa Elsa đã yên vị trong chiếc xe siêu thị và được bố Kiên, mẹ Loan đẩy vào khu vực thảm đỏ. Dạ con ơi, vô Elsa, vô con. Rồi, mời gia đình mình ạ. Chào công chúa, anh đi anh đi. Còn siêu nhân đó là cái gì anh đi? Siêu nhân nào ta? Không lẽ gia đình cuối cùng cũng đã xuất hiện? Ơi, quần áo của đậu cho hết vào cho em. Cho hết rồi. Rồi, em ngủ đóng vào nha. Vậy là nhà đậu cũng đã xuất hiện luôn rồi đây. Cả nhà đang soạn hành lý để lên đường bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Nào con đóng vào cho bố, con đóng vào đi, để con đóng. Rồi. Đăng. Còn nữa, bây giờ con thích hóa trang thành bạn nào nhỉ? Con thích biến thành nhân vật nào? Con thích biến thành bạn nào? Đậu thích nhiều bạn lắm. Bạn Simon nhá. Thôi bạn Simon được đi về. Thế quyết định là muốn hóa trang thành nhân vật hoạt hình nào? Bạn Nam cũng đi về luôn. Thế bạn nào nào? Bạn không đi về nữa. Là bạn gì? Đậu đang thì thầm vào tai bố nhân vật mà mình lựa chọn phải không ta? Cười nhạt đấy. Cười nhạt đấy. Chẳng cười đâu, tự nhiên lại thưa thưa. Thôi để con nghĩ nhân vật đấy, lúc sau mình phải cho con xem hình anh ạ. Vì con là con chưa biết hóa trang bao giờ mà. Cái này mình sẽ tạm thời hỏi Đậu sau đúng không? Con muốn cho Đậu suy nghĩ đấy nhá. Thật là khó để đoán Đậu sẽ chọn nhân vật nào. Anh đi Con siêu nhân đó là cái gì anh đi? To hả? Cuối cùng, bé Đậu đã chọn thần sớm. Thôi! Đậu chọn nhân vật Thôi, thực ra không phải Đậu chọn đâu mà là cũng là do bọn mình thấy đúng là bé Đậu thì không có, thực sự không có yêu thích một cái nhân vật nào một cách cụ thể lắm. Mà bé Đậu cũng thích rất là nhiều nhân vật, cho nên là bọn mình đã quyết định là ok, Xoài đã là Superman rồi đúng không? Spiderman. Đấy, thì Đậu sẽ là Thor đi vậy. Và mình thấy Thor cũng hợp với tính cách đúng của rồi. Đậu. Nhân vật Thor khá là hợp với tính cách của Đậu. Mạnh mẽ, mạnh ở đây là sức khỏe, Đậu có cái sức khỏe và thể lực tốt. Và Thor thì cũng hay ẩu. Tính hay ẩu. Thôi, ở đây con. Thor, vô đây con. Thôi, anh đi, ra nắm bạn vô anh đi. Ra nắm bạn vô. Ra mời bạn vô. Ủa? À, Elsa đã chọn xe của mình rồi. Mẹ đây nè, xe nè. Iron Man có sức mạnh phi thường. Con nói gì? Iron Man. Dạ con, xe con nói. Thôi, alo rồi ơi. Dạ như vậy thì chiếc xe đạp thôi nó nghe nè con, xe đạp này của con nè, tặng con. Lấy về con, đúng rồi, kéo về nhà luôn. Đúng rồi. Đây quay con. Mặt đi nhưng tay vẫn nắm. Lên đây. Thôi, đang nỉ nè, vô đây, lên đây ngồi con. Rồi, lên đây. Vâng, anh cứ để đây là nó sẽ tự vào. Rồi. Chuyên gia tới đây. Trong cái tập thử thách mà có người lạ gửi một con chó, Đậu điềm đạm bình tĩnh và bây giờ xuất hiện với hình tượng mạnh mẽ nữa là Tho với một cây búa trong tay. Nhưng mà anh Tho đã không còn mạnh mẽ khi mà bước vào thì không còn lựa chọn nào khác khi được cung cấp xe. Nên có vẻ là vì như thế mà Đậu không có vui nữa rồi. Hờn xị mặt xuống khi phải không được lựa chọn chiếc xe mà chỉ còn một cái chiếc duy nhất mình phải lấy. Gia đình, dạ cho hỏi là giới thiệu hai gia đình ạ. Gia đình em là gia đình Cam Cam ạ. Đây là bé con nhà em năm nay 4 tuổi tên là Cam ạ. Tên ở nhà là Cam ạ. Vâng. Còn gia đình em là gia đình Đậu. Đây là bé Đậu nhà em cũng 4 tuổi ạ. Dạ. Đậu Cam. Đậu Cam. Đậu Cam Xoài. Xoài. Xoài.
Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có sự xuất hiện của cả 6 gia đình rồi. Bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên để mà các gia đình có thể vượt qua nhẹ nhàng, khởi động trước. Đó là chúng ta sẽ có một cái màn gọi là catwalk và tạo dáng trước máy quay để mà ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của từng gia đình ạ. Thử thách đầu tiên mang tên nhà nào ngầu nhất. Ở thử thách này, mỗi nhà sẽ cùng đi một màn catwalk trên thảm đỏ, tạo dáng chụp hình sao cho thật ngầu, thật chất và thật ăn ý với nhau. Ban tổ chức sẽ ghi lại những khoảnh khắc này để đến phút cuối của chương trình, các gia đình sẽ đi tìm đáp án cho câu hỏi nhà nào ngầu nhất. Thử thách lớn không? Và bây giờ em sẽ lần lượt đọc tên của từng gia đình và chúng ta sẽ có một cái màn như thế này. Chúng ta sẽ xuất phát điểm từ đây. Chúng ta sẽ tạo một cái dáng bất kỳ ở đây. Sau đó là catwalk ở đây. Sau đó là catwalk ở đây. Đi, 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 đi. Tạo dáng. Sau đó đi về. Đã hết nhiệm vụ. Rất là đơn giản này ạ. Nhiệm vụ ngày hôm nay rất là đơn giản như vậy thôi. Gia đình đầu tiên sẽ thử thách này đó chính là gia đình của chị Thu Trang và anh Tiến Luật. Xin mời. Sẵn sàng chưa ạ? Âm nhạc lên. Tạo dáng à? Một phút tạo dáng. Dáng nào? Dáng. Chụp hình không? Năm gia đình kia đi xong rồi cho anh đi lại lần nữa được không? Không, em thấy là nó hoàn hảo lắm rồi anh ơi. Hoàn hảo. Em có thấy là có những cái dáng rất là độc lạ gia đình mình rồi. Và bây giờ xin mời gia đình thứ hai sẽ thực hiện màn catwalk này. Đó là gia đình Xoài. 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 Sẵn sàng. Hít thở thật nhẹ nhàng. Âm nhạc. Xin mời catwalk. Remember to put eyes first on each other. Hơi cưng ha. Hay là dễ thương không? Bây giờ sẽ là gia đình kế tiếp. Ôi, em cũng đang tò mò. Xin mời gia đình anh Kim Tử Long. Thấy anh Long có vẻ hào hứng chút nè nha. Nóng rất hào hứng luôn. Có vẻ nôn nóng lắm. Vô, robot nha. Dạ, nhạc cho gia đình của anh Kim Tử Long là một bản nhạc đặc biệt. Bây giờ mình tạo dáng trước nha. Tạo dáng trước kìa. Để mà nạ xuống. Chiếc áo bà. Chiếc áo bà. Lớp từ số. Lớp từ số. Rồi coi tạo dáng ra là dạ cảm ơn Kim Tử Long rất là nhiều. Dạ hết rồi, hết rồi. Dạ hết rồi, hết rồi. Ô đi vô con ơi, Oxramo. Rồi, bây giờ sẽ là phần catwalk của gia đình kế tiếp. Xin mời gia đình chị Đoan Trang ạ.
Bây giờ âm nhạc đã sẵn sàng. Music Yoshi. Lên. Một ước mơ chỉ không bạn tôi thích lần lên được đi khắp muôn nơi và tôi không có như thế vì tôi mơ được ăn thỏa thích, được ăn thỏa thích dù béo không âu lo vì tôi thấy rất vui và những lúc ăn no giấc mơ được ăn ngập tràn muôn năm vì tôi luôn còn dễ đi à, cái của tôi là đặc biệt à. Phần thể hiện catwalk tiếp theo sẽ là gia đình Cam. Xin mời ạ. Elsa. Công chúa Elsa. Công chúa Elsa. Mời âm nhạc dành cho gia đình Cam. Đầy đủ tất cả các bạn nên là chắc cũng vẫn chưa quen hết được với các anh chị. Thật ra thì ngoài các bé khác ra thì còn có cả các thành phần của ekip này, rồi có bố mẹ của các bé khác nữa. Nói chung là rất là đông người. Chính vì vậy mà Cam về bản thân thì Cam cũng là một em bé cũng khá là nhút nhát nữa. Nhưng mà hy vọng rằng là trong các tập tới thì Cam sẽ hòa đồng và vui vẻ hơn với cả các anh chị lớn nữa. Và phần trình diễn cuối cùng, gia đình áp lực đây. Xin mời gia đình đầu ạ. Cố lên thôi. Không bảo cố lên, cố lên. Cháu ơi, cháu à, cháu làm gì mà ngắm tay rồi quay với thân em đi. Thôi đang suy nghĩ. Rồi, âm nhạc, xin mời. Em gì ơi, em nên nói cho em biết tên. Chẳng biết em có được không. Em gì ơi, em nên nói cho em biết tên. Chẳng biết em có được không. Trời ơi, sao mở nhạc của chú Huy mà con quạo vậy con? Nó đi về luôn rồi. Nãy giờ mình phán đoán chưa có giải tỏa được. Có ngờ bạn đậu khó tính của chúng ta không tham gia catwalk do chắc là vẫn còn dỗi. Và mọi người thấy là khi mà chúng ta tập trung vào dỗ đậu á, thì chẳng những không giải tỏa được cái cảm xúc tiêu cực cho đậu mà còn làm tăng cái độ bực tức của con lên nữa. Điều này nó khẳng định một lần nữa những điều mà rất nhiều phụ huynh chúng ta đã biết. Khi chúng ta đưa con vào vị trí trung tâm thì chúng ta lại không giải quyết được vấn đề lúc con cáu giận,
Cảm ơn gia đình bé Đậu nha. Bây giờ là một bài nhạc để mà các gia đình có thể tạo dáng cùng nhau. Xin mời âm nhạc. Em gì ơi em chúng ta đã hoàn thành xong thử thách đầu tiên, thử thách xương xương nhẹ nhàng nhất là thử thách chúng ta khởi động giãn gân giãn cốt thôi. Những bức ảnh này sẽ rất là quan trọng bởi vì những bức ảnh này sẽ quyết định thành bại của đội mình ở vòng cuối cùng. Nhưng mà bây giờ thì Huy sẽ chia sẻ một câu chuyện khác, đó chính là những chiếc xe đạp mà nãy giờ các bé đã lựa chọn ở đây. Nó không có ý nghĩa là đội nào lựa xe màu gì sẽ được về chung với đội đó. Đó. Xe màu đỏ. Anh em mình phải to không? Không. À xe gì vậy bé gì vậy? Bé xoài hả? Xoài à. Dạ các gia đình mình có thể tìm màu xe của các bé đó rồi. Vậy là bé xoài về đội với chú Lâu. Như vậy là các gia đình đã về vị trí của mình rồi và đã có cặp những cái bà người bạn trẻ với nhau rồi, đã gặp gỡ rồi. Và bây giờ sẽ là vòng thi kế tiếp, đó chính là đường đua tốc lực. Xin mời. Đường đua tốc lực đó tụi con phải đạp. Qua phần xuất hiện và catwalk của các gia đình vừa rồi, chúng ta thấy là có bé tích cực, chủ động, vui tươi, có bé còn rụt rè, nhút nhát. Và thậm chí là có một đoạn bạn đậu của chúng ta còn khóc thét lên nữa. Nhưng thực sự các bậc phụ huynh có con nhỏ là chúng ta đều hiểu rằng mọi thứ cảm xúc đó của con đều rất là bình thường, phải không ạ? Một đứa trẻ bình thường tiếp thu sự tác động từ bên ngoài với những cảm xúc dấu cộng có, dấu trừ có, phản ứng nhẹ nhàng có, phản ứng mạnh mạnh có đều rất là bình thường. Điều mà chúng ta đáng sợ nhất là khi con xuất hiện với những cái tác động thay đổi mà con không có biểu hiện cảm xúc gì hết kìa. Mình mới là đáng sợ. Bọn mình cảm thấy hơi áp lực một chút bởi vì là đậu có vẻ không hợp tác cho lắm và bé khá là cứng đầu, khá là quậy, không chịu nghe lời. Thành ra là mình cũng hơi lo lắng là không biết là cả cái buổi ngày hôm nay là sẽ diễn ra như thế nào với cái tình trạng mà bé cứ như thế. Và hôm nay mà được gặp á thì anh Đi là người vui nhất. Tại vì anh Đi hướng ngoại lắm cho nên là gặp bạn là cũng chạy tới giao lưu để mà làm quen hết. Ấn tượng với bạn anh Đi Khánh. Tại bạn đó chơi với con nhiều nhất. Dạ, em son. Dạ vui. Dạ thì con vui là tại vì con thích anh Andy. Anh cả Andy, bé Son và Andy Khánh đã kịp kết bạn với nhau. Nhưng mà mối quan hệ này có vẻ hơi phức tạp đây. Xoài và Cam không giấu được sự bỡ ngỡ. Tuy không khóc đâu, nhưng mà vẫn ngại ngùng núp sau lưng bố mẹ. Ở chặng thử thách tiếp theo, hẳn sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ về các cô cậu bé này. Vậy thì hãy cùng đến ngay chặng kế tiếp để xem MC Ngô Kiến Huy sẽ đem đến những thử thách gì cho các gia đình nhé. Thử thách lớn không? Thử thách tiếp theo, đường đua tốc lực. Đường đua đã xuất hiện rồi và bây giờ ngay từ đầu chúng ta đã nói đến việc là trẻ tham gia các hoạt động, nhất là hoạt động ngoài trời, hoạt động đội nhóm sẽ là những cái cơ hội cho trẻ bộc lộ rất nhiều cái cá tính và cái cách ứng xử của mình cũng như là những cái kỹ năng của trẻ trong các cái trò chơi. Qua những hoạt động đó chúng ta sẽ nhìn ra được cái cách con tham gia vào hoạt động ngoài trời như thế nào, cái tính đồng đội của con và cái sự tương tác giữa cha mẹ và con cái trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ ra sao. Thử thách lớn không? Chào mừng các bạn đã đến với đường đua tốc lực của chúng tôi. Và đây là một chặng đua tiếp sức và trên tay của Huy đang cầm đó là một vật rất quan trọng. Đây sẽ là vật tiếp sức dành cho các thành viên trong cùng gia đình với nhau. Tức là chúng ta phải truyền vật này từ ông bố sang người mẹ rồi cuối cùng sẽ là các bé.
Các ông bố sẽ xuất phát từ đây. Làm nhiệm vụ là quay vòi voi như thế này. Đúng chuẩn, đó. Đây, quay trong vòng. Thôi mệt quá, quay trong vòng 7 vòng. Và sau đó chạy lại đây. Chúng ta sẽ gặp ngay những chướng ngại vật. Và chúng ta sẽ dùng thử thách là vượt rào. Lưu ý là không được làm ngã. Nếu mà làm ngã rào chắn, chúng ta sẽ bị trừ điểm. Cứ như thế vượt qua rào kế tiếp. Và không được chui rào nha mọi người ơi. Chúng ta không được chui rào như thế này sẽ là phạm luật. Chúng ta việc nhảy qua thôi. Đó, nhảy qua. Nhảy qua đến lúc này thì các ông bố đã quá mệt rồi. Huy còn mệt nữa, nhảy qua đây. Sẽ gặp các bà mẹ đã đợi sẵn ở đây. Họ sẽ truyền. Mệt quá. Họ sẽ truyền cây này qua các bà mẹ. Đó, các bà mẹ sẽ nhận lấy chiếc cây này. Và sau đó ngồi vào thú nhúng. Thú nhúng này chúng ta sẽ có nhiệm vụ là các bà mẹ sẽ cưỡi thú nhúng và thực hiện một quãng đường vượt qua 4 chướng ngại vật của chúng tôi theo hình zig zag như thế này. Chạy. Huy cứ làm minh họa thôi nha mọi người. Đó. Chạy. Tưởng tượng ở đây có thú nhúng nha. Chạy. Chạy. Chạy qua đây. Các bà mẹ phải tiếp tục nhanh lên bởi vì thời gian có hạn. Đó. Chạy qua đây như thế này. Phải đi theo hình zig zag. Nếu mà mẹ nào làm ngã những thanh chướng ngại vật này cũng sẽ bị trừ điểm luôn. Chạy qua đây. Chạy qua đây. Chạy đây. Lúc này các bà mẹ thấm mệt rồi. Và truyền cái gậy cho người con của mình. Đó, và đây là phần thưởng dành cho các bé. Nhiệm vụ các bé là ngồi trên đây sẵn đợi mẹ của mình và nhận lấy cái gậy này. Sau đó đạp xe đạp. Chạy cũng sẽ là vượt chướng ngại vật nhưng mà dễ dàng hơn. Là những chướng ngại vật rất là nhỏ, là những thanh trụ như thế này. Và tìm cho chúng tôi một món đồ mà chúng tôi yêu cầu. Bé nào tìm thấy trước, bé đó sẽ là người chiến thắng. Thử thách lớn không? Và chào mừng tất cả các gia đình đang đến với đường đua tốc lực. Những chiếc xe đạp mà màu sắc các bé chọn hồi nãy đồng thời đã quy định chúng ta thuộc về đội nào. Rồi bây giờ Huy sẽ bước vào đây để mà chúng ta làm bước đầu tiên. Đặt tên đội của chúng ta theo màu sắc mà chúng ta đã được chọn. Đội đầu tiên là đội cam sẽ là gia đình của bé Đậu và bé Cam. Chúng ta đặt tên gì ạ? Đội của chúng bọn em sẽ là đội đội Đậu Cam ạ. Đội Đậu Cam, rất đơn giản. Gia đình bé Xoài và bé Andy Khánh chúng ta đặt tên gì ạ? Chị con là Chớp Chớp. Chớp Chớp. Và cuối cùng xin mời đội của bé Andy và bé Son ạ. 1, 2, 3. Vui là chính. Dạ, vui là chính. Tinh thần sẵn sàng rồi. Và chúng tôi rất muốn thấy tinh thần của các gia đình trong ngày hôm nay như thế nào. Rồi bây giờ tất cả đồng loạt nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Thử thách lớn không? Luật chơi đã rõ, vậy thì cùng chào đón các gia đình nhập cuộc đường đua thôi nào. Lượt thi đầu tiên sẽ là của ba gia đình, nhà Xoài, nhà Andy và nhà Cam. Không biết gia đình nào sẽ giành chiến thắng ở lượt thi đầu tiên đây? Dạ thưa quý vị, như vậy chúng ta đã có ba gia đình đầu tiên đã vào vị trí rồi. Nhưng mà điều đặc biệt đó chính là ở gia đình Cam. Người mẹ đã bị chấn thương, chị đã bị chấn thương. Nên vì thế là anh chồng sẽ thực hiện luôn các thử thách của người mẹ. Luật chơi các ông bố đã nắm rõ ạ. Lưu ý mỗi cuối chặng đường chúng ta sẽ có nhiệm vụ là thông báo cho người con mình biết là nên lấy đồ vật gì. Và lần lượt như sau ạ. Đội Chớp Chớp sẽ thông báo lấy gấu bông. Gấu bông. Đội Vui là chính sẽ là sữa. Và đội Đậu Cam đó là trái cam ạ. À ok. Hãy nhớ truyền đạt cho người mẹ và người mẹ sẽ truyền đạt cho đội người con. Đội này dễ nhất nè. Ok. Cố lên. Sẵn sàng giờ chúng ta vào tư thế vòi voi ạ. Chuẩn bị. Vòng đầu tiên, 7 vòng ạ. 1, 2, 3, 4. Ôi, nó không xì. Một lần gì? 5, 6, 7. Xin mời, một chiếc này vật ạ. 7, xin mời, một chiếc này vật ạ. Quay 7 vòng thì hơi chóng mặt thôi, mới nhảy qua cái rào anh đầu tiên. Anh à, lúc mà anh đứng ở dưới là tất cả mọi người đều nhìn vào cái bụng của anh cười tủm tỉm, không biết là làm sao anh qua được mấy cái rào đó. 7, xin mời, vừa trước này bạn ạ. Trời ơi!
ơi, lấy quả cam, lấy quả cam. Đi lấy gấu bông, gấu bông, gấu bông. Đây. Đây này. Đạp đi con. Đạp đi con nào đi, con nào đi. Đó. Cố lên, cố lên. Thì đi thắng rồi. Hả? Thắng rồi. Cố lên, cố lên. Khi mà vừa lấy được chú gấu bông thì đi ra khỏi xe và bảo Xoài thắng rồi. Và lúc đấy là một cái khoảnh khắc mà chúng mình đều cảm nhận được là Xoài đang rất là vui và đang rất là enjoy vào cái trò chơi ngày hôm nay. Cuối cùng nhưng mà Xoài vẫn nghĩ là Xoài thắng, tại vì mình nghĩ là trong cái khoảnh khắc đấy thì Xoài đã chiến thắng chính bản thân mình. Hôm nay Cam nó chịu đội cái mũ bảo hiểm, đấy là đã là một cái mà Cam đã vượt qua được cái thử thách của bản thân rồi. Tại vì bình thường thì gắn những cái mũ của bé cũng không chịu đội cơ. Cho nên là mình thấy rằng là đạp xe rồi bó ở tay những thứ nữa, thật ra là những cái sự việc rất là nhỏ như vậy thôi cũng phần nào thể hiện được cái sự thay đổi của Cam trong ngày hôm nay. Lượt thi đấu đầu tiên đã diễn ra với không khí vô cùng hào hứng và sôi nổi. Bố Tiến Luật dù xuất phát chậm hơn những ông bố khác, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý của tất cả các thành viên trong gia đình nên đã lật ngược tình thế và về đích đầu tiên. Anh cả Andy cũng đã chứng minh được sự chín chắn của mình. Khi mẹ Thu Trang bị ngã, bé chỉ lo lắng nhìn từ xa và bình tĩnh chờ mẹ đến để đưa chiếc gậy, để rồi cuối cùng bứt phá ở chặng cuối và giành chiến thắng. Bố Kiên thì thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn các ông bố khác khi phải làm luôn cả phần thử thách của mẹ Loan. Tuy vậy, chưa hề thấy một giây phút nào bố Kiên tỏ ra đuối sức. Bé Cam có vẻ vẫn chưa hiểu được luật chơi, nên khi nhận được gậy từ bố, cô bé vẫn chưa hiểu mình phải làm gì và cần có sự giúp đỡ của bố mẹ rất nhiều. Tuy nhiên, so với những ngại ngùng ban đầu, ở thử thách này, bé Cam đã thật sự tận hưởng không khí của đường đua với những nụ cười thật hồn nhiên, không ngại mang đồ bảo hộ và cũng tập trung chạy về vạch đích. Giống như Cam, Xoài có vẻ vẫn chưa hiểu lắm về thử thách của đường đua thì phải. Cậu bé dù đứng sát bên mẹ để cổ vũ bố Sơn, nhưng vẫn không hiểu bố đang làm gì và cũng quên mất mình phải chạy về chiếc xe để chờ mẹ đến. Nhưng khi nhận được gậy từ mẹ, cậu bé lại hừng hực khí thế, cứ vạch đích mà thẳng tiến và quên mất là mình phải lấy đồ vật được quy định. Có một điều đặc biệt ở Xoài là cậu bé không hề suy nghĩ đến chuyện thắng thua, mà chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ được giao đã là giành chiến thắng. Xoài quả là một cậu bé đáng yêu, từ tính cách cho đến ngoại hình. Còn bây giờ là lượt thi đấu thứ hai của các gia đình nhà Đậu, nhà Son và nhà Andy Khánh. Chiến thắng nhé con nhá. Cố lên nhá. Bố tin tưởng ở con. Lên đi con với anh chị đi, nhanh lên để đua nào con. Con lên xe, đua xe nhá. Lên xe, chạm chạm. Cố lên con nhá, chạm chạm. Xe của con đây.
khi nào mọi người chạy thì em chạy nhá, chưa đua nhá, khi nào bắt đầu thì mới chạy nhá. Vào tư thế ạ, vào tư thế sẵn sàng. Mở tư thế ạ. 7 vòng, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and go. Thu thật mà nói, Long nói thật á, nếu mà nói về chơi là lớn tuổi rồi, không có sức khỏe để mà chơi như các bạn trẻ đâu. Nhưng mà khi mà thấy mọi người nói là xông vào chơi đó, thì mình cảm thấy là tự nhiên cũng có một cái năng lượng nào đó nó xâm nhập vô cơ thể của mình. Chứ cái sức này mà làm sao mà có cái vụ mà quay 7 vòng chạy, trời đất ơi, nhảy qua hàng rào giống như là vận động viên điền kinh vậy. 7 and 3 go. Con thấy tội, tại vì mẹ té. Con là sao? Mẹ sai rồi. Đi nào. Cậu ơi, cầm đi nào. Thôi. Lấy quả cam, cậu ơi lấy quả cam. Bảo động lấy quả cam. 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 Nếu như ai coi chương trình này rồi sẽ thấy một Kim Tử Long khác hẳn với lại một Kim Tử Long ở trên sân khấu. Chính cuộc đời và con người thật của Long nó nằm ở trong cái game show đó. Ở ngoài Long rất là vui, ở ngoài Long cũng giỡn, cũng là hòa mình, cũng quạt bát, cũng phá phách. Vì vậy cho nên là khi vô game show là đúng chất luôn rồi đó. Cái lúc cô Trang bị té, Son bị té, con thấy cũng lo nữa. Tại con thấy nếu té giờ sẽ rất là đau. Không có đau nhưng mà đau xíu xíu thôi. Hôm nay Andy cũng rất ga lăng với lại những bạn nữ rồi. Như ga lăng với bé Son nè. Ờ, đó là điều bất ngờ đó. Ga lăng với bé Son quá trời. Andy là một cậu bé rất là ga lăng nha. Rất là biết chiều chuộng bạn gái. Yeah.
đoán được. Trên đường đua mà Đậu không lấy cái món đồ ở đấy như như là cái thử thách đã đặt ra thì bọn mình không hề bất ngờ luôn. Bọn mình biết là Đậu chắc chắn sẽ như vậy rồi, và bọn mình có nói thì Đậu cũng sẽ ok ok, tại vì cậu rất là ẩu mà, cho nên là sẽ tham gia kiểu vui luôn. Đạp xe là niềm đam mê thôi, không cần ha. Được đạp xe là mừng rồi. Nó đạp một mạch về luôn. Yeah. Nãy con có bị gì không? Không, con đâu có té mà làm sao con đau quá trời luôn. Yeah, hay quá, con trai hay quá. Good job. Did you have fun? Yes. Was it fun? Oh, you got a milk. Yeah, because whoever, if we don't get the milk and we run there, then we still not win. Yeah, but winning not so important, okay? We had fun, yeah, right? Yeah, we have to get the milk. We have to. Very good. Chà, có vẻ là Son vẫn còn tiếc nuối vì không thể về đích đầu tiên. Nhưng nhờ có bố mẹ, Son cũng đã hiểu ra rằng chính niềm vui, nụ cười có được từ cuộc đua là điều đáng trân quý hơn tất cả. Có một điều rất đặc biệt là ngay khi bé Son té, bố Johan đã lựa chọn đứng nhìn từ xa vì bố biết rằng Son vẫn sẽ đứng dậy được và bền bỉ với cuộc thi cho đến khi về đích. Và rõ ràng, chính sự mạnh mẽ và bản lĩnh phát ra từ ánh mắt của cô bé đã không làm cho bố mẹ thất vọng. Còn nhà cậu bé Andy Khánh thì sao nhỉ? Ngay từ đầu, cả gia đình đã toát lên một màu của sự quyết chiến. Bố Kim Tử Long cũng không ngại thử thách mà vẫn đua hết mình, dù có hơi ăn gian một tẹo. Giống tính bố, cậu bé Andy Khánh ngay khi nhận được gậy đã lập tức lao mình về đích và không quên lấy hết tất cả đồ vật trên đường đua. Một món đó con, một món thôi. Lại lên. Còn cậu bé Đậu đã bỏ hẳn hết những bỡ ngỡ ban đầu, không còn quấy khóc nữa mà vô cùng hào hứng tham gia cuộc đua. Nhưng mà Đậu ơi, Đậu quên lấy quả cam mất rồi. Cậu bé cứ thế mà băng băng tiến về đích trong niềm phấn khởi của riêng mình. Vậy là thử thách đường đua tốc lực đã kết thúc. Hẳn là tất cả đều đã thấm mệt, nhưng mà có làm sao khi ai cũng gặt hái được cho mình thật nhiều nụ cười và niềm vui. Còn bây giờ thì hãy cùng nghỉ ngơi một chút trước khi công bố kết quả nào. Và thưa quý vị, như vậy chúng ta đang cầm trên tay kết quả cuối cùng tại vòng thi này. Như Huy thông báo, đội nào có thời gian hoàn thành ngắn nhất sẽ được chiến thắng. Và quán quân công bố luôn. Dạ, em công bố quán quân luôn. Với thời gian hoàn thành là 1 phút và 52 giây. Xin được chúc mừng đội đứng nhất là đội Vui Là Chính. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn còn hai thứ hạng nữa. Thứ hạng thứ hai và thứ ba giải thưởng rất khác biệt ạ. Lần lượt với thời gian là 1 phút 54 giây và 2 phút 12 giây. Có sự chênh lệch. Đội 2 phút mà tôi biết đội của anh Kim Tử Long rồi nè. Nhưng có một đội bị phạt bởi vì là không lấy được đồ vật. Đó chính là đội màu xanh. Băng băng về đích. Bé băng băng về đích. Và chúng tôi sẽ cộng cho đội đó thêm một số lượng giây nhất định. Và dĩ nhiên có thể làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cộng thêm cho đội không hoàn thành thử thách đó chính là 10 giây. Ôi chả sao. Và như vậy vẫn kết quả cũ ạ. 2 phút 4 giây và 2 phút 12 giây. Không chênh lệch lắm. Đội nhì đó là đội người ta cộng 10 giây còn ăn. Và đội thứ ba là đội mình đó anh. Đội Chớp Chớp đứng ở vị trí thứ ba. Yeah. Cảm
người ta cộng 10 giây rồi mà anh vẫn thua. Mà vẫn thua cộng 10. Người ta được cộng 10 giây rồi mà vẫn còn bị thua. Quá hay quá hay. Mặc dù là gia đình mình về về ba nhỉ. Là bé cuối cùng. Là bé đấy, nhưng mà mình lại thấy xoài rất là vui và xoài lại nó là xoài thắng rồi. Thì cái đấy là cái việc mà mình cảm thấy là mình vui nhất. Chúng tôi chơi bằng tất cả trái tim. Và chúng tôi không có nghĩ rằng ai thắng ai bại hết. Mà ai thắng chúc mừng, ai thua cũng chúc mừng luôn. Và thưa quý vị, chúng ta đã hoàn thành xong thử thách của vòng thi này. Dĩ nhiên Huy sẽ công bố một phần thưởng rất là giá trị dành cho các đội sau khi mà chúng ta bước vào khu vực kế tiếp. Nào xin mời các gia đình chúng ta bước vào địa điểm cuối cùng ngày hôm nay, xin mời. Thử thách lớn không? Sau khi kết thúc chặng đua, các gia đình sẽ cùng tham gia một bữa tiệc nho nhỏ để nạp lại năng lượng cho một ngày dài vận động. Tuy nhiên, điều bất ngờ sẽ nằm ở các món ăn. Thứ hạng của các gia đình sẽ quyết định đến món ăn mà họ thưởng thức. Và trong bữa ăn, các gia đình cũng sẽ chọn ra gia đình mà họ ấn tượng nhất trong thử thách, nhà nào ngầu nhất. Và đương nhiên, sẽ có một món quà bất ngờ cho gia đình giành chiến thắng đấy nha. Thế thì liệu thực đơn có sự chênh lệch và khác biệt như thế cho từng gia đình khi mà tham dự cùng một bữa ăn? Liệu có làm cho trẻ khó chịu hay là tị nạnh hay là tranh giành nhau? Hay lại là một cơ hội cho chúng ta quan sát thấy con cái của chúng ta biết chia sẻ, nhường nhịn nhau, biết quan tâm đến người khác như thế nào? Chúng ta theo dõi bữa ăn của các gia đình thì sẽ có câu trả lời cho chính mình quý vị nha. Thử thách lớn không? Và chào mừng các gia đình ngày hôm nay chúng ta đang đến với lại không gian rất là lãng mạn, ấm cúng. Ấm cúng thôi, không lãng mạn lắm. Dạ, ấm cúng thôi. Huy sẽ công bố kết quả những phần thưởng xứng đáng với những thử thách mà các gia đình đã trải qua. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta đã được thấy rồi. Sau lưng chúng ta đó là những bức ảnh mà Huy ghi là khoảnh khắc của từng gia đình lúc mà chúng ta tạo dáng customer đầu tiên luôn. Và dĩ nhiên đây cũng sẽ là một thử thách như Huy nói. Bây giờ chúng ta sẽ làm hành động đầu tiên trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay, một bữa yến tiệc nha mọi người, tại vì hôm nay rất nhiều đồ ăn ngon. Có yến không? Dạ. Có yến nha, nhưng mà làm từ nguyên liệu nào thì em không biết, mà tên là tên yến thôi. Rồi, cái tiệc này của chị Yến nấu ra. Bây giờ thì trên tay Huy đang là những phiếu bầu. Rất là bất ngờ, Huy sẽ không bật mí là bên trong đây nó chứa cái gì ngoài tên của 6 gia đình. Nhưng mà Huy sẽ giữ bí mật đến cuối là các gia đình sẽ lần lượt nhận một phong bì như thế này và chọn vào hai gia đình, đánh dấu vào hai gia đình mình cảm thấy là có dáng cô đẹp nhất, ấn tượng nhất, lạ nhất và mình thích nhất. Huy sẽ lần lượt đi phát cho mỗi gia đình là một phong bì như thế này và chúng ta hãy việc đánh dấu vào ạ. Và chúng ta mở phong bì ra và đánh dấu vào hai gia đình mình cảm thấy là ấn tượng nhất, tạo dáng đẹp nhất, cách quốc hay nhất. Có được bầu cho mình không anh? Được ạ. Chúng ta có thể bầu cho gia đình của chúng ta và một gia đình nhưng khác. Nhưng mà cuối cùng là sau rồi được cái gì hả anh? Rất là bất ngờ, ai gia đình nào được số phiếu bầu nhiều nhất sẽ có món quà. Mình bầu cho mình em. Xin mời, xin mời. Mình có thích mình đâu. Cái này là mình cho nên mình không đánh dấu trên. Mình phải chọn người khác. Tại sao mình không chọn mình? Hả? Cái này khó, để con coi kỹ đi. Không biết bầu cho ai đâu. Cái này một suy nghĩ, cái này hơi khó rồi nha. Bầu cho nhà chú đi. Tí nữa chú được giải chú chia cho con. Nè bầu cho chú đi, chú có giải chú chia. Tí nữa chú chia cho con, chú được giải okay. Chú chia cho bầu cho nhà chú. Bé cam. Đâu bé cam? Cam đánh vô kìa, đánh vô kìa. Đánh vô bé cam. Dạ đây. Gia đình của anh Kim Tử Long đã xong rồi. Dạ cảm ơn anh. Nào, lại cho vào để trả cho chú con ạ. Sau khi chúng ta bầu xong, chúng ta bỏ vô phong bì giùm em. Dạ rồi, gia đình chị Thu Trang đã xong. Gia đình em xong rồi này. Đây à, vâng. Xin gia đình này luôn. Còn ba gia đình ạ. Đây ạ. Đây. Bé cam. Dạ rồi, đây. Dạ rồi, em gửi. Dạ rồi. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đang có danh sách bầu gia đình trong đây rồi. Huy sẽ lựa chọn xem gia đình nào là gia đình sẽ được tín nhiệm nhiều nhất, chiếm được cảm tình nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ Huy sẽ công bố ngày hôm nay là bữa ăn của chúng ta sẽ có rất nhiều món sơn hào hải vị, đủ hết.
Đồ ăn do đầu bếp 5 sao nấu đàng hoàng ạ, à, không phải là bình thường. Không phải là cô chị Yến hả? Dạ không, chị Yến là chị nấu tiệc thôi. Rồi, bây giờ Huy công bố đội chiến thắng thứ hai trong đường đua sẽ được thưởng thức một món ăn mà Huy nghĩ là mọi người rất là thích. Xin mời. Phần thưởng của đội về nhì, đội đậu cam ạ. Đây. Xin mời. Đó. Xin mời. Đó. Có trứng của Nam rồi. Thật ra là gia đình Cam rất là hài lòng với mọi người. Rất là hài lòng luôn, tại vì là thật ra là món tủ. Bọn mình đều là những người rất thích ăn cơm nhà, và đại loại là cơm trứng thì lại là một món ăn rất là tủ yêu thích của Cam nữa, của nhiều em bé nữa. Đậu và Cam đều ăn món này, cho nên là khi mà mang mâm cơm ra bọn mình vô cùng là hài lòng. Con nhìn cái này là con thèm lắm rồi. Wow, đôi vui là chính. Mình nghĩ sẽ là ăn cái gì ạ? Ăn cái gì cũng được, miễn có ăn là chính thôi em ơi. Và bây giờ sẽ là món ăn của đội về nhất, xin mời. Có nhiều sự bất ngờ lắm mấy em. Có nhiều khi là mình ra trước mà mình ăn đồ ăn không ngon mà cái người đi cuối đâu. Tôi thấy đâu không vậy. Mọi người ơi, là ngon đó. Hiện tại chúng ta đang ăn uống theo phong cách là healthy balance. Tốt với sức khỏe, rất là tốt sức khỏe. Và đây là thực đơn dành cho đội về nhất ngày hôm nay. Không được rồi đó. Tại vì về nhất là mình được huy chương cho nên mình được ăn hải sản. Còn giải ba chắc ăn rau không à. Càng lúc đồ ăn sẽ càng cao hơn. Bên kia là tôm với cua, bên đây là phải có cái gì nó hơn mới được. Hiện tại thì hải sản nè, cao cấp, cơm gia đình, em rất lo lắng. Món ăn thứ ba. Anh thì đơn giản lắm Quy à. Anh Long, anh có thể liệt kê những món ăn đơn giản mà anh muốn ăn được không Long? Anh bây giờ anh chỉ cần một cánh gà rán cho con anh thôi. Anh thật sự là anh không thích những món xa xỉ đâu. Anh Long ơi, em mời anh ăn chung với em, anh ăn không? Nếu mà em mời. Wow, con thích ăn thế rồi. Wow. Tô bự. Tô cháo. Không, làm gì có tô cháo đây, không lẽ bây giờ người ta dùng sức nhiều quá mà cho người ta ăn cháo kỳ quá. Chương trình rất có điều kiện anh Long. Quán trong đầu là một cái gà rán. Chương trình mấy em không có nhiều điều kiện. Chương trình rất có điều kiện anh Long. Chương trình rất có điều kiện anh Long. Không có buồn lắm, cười quá trời luôn. Tôi xin được phát biểu nha. Đúng tiêu chí của gia đình của tôi là gia đình của tôi giảm cân ăn rau chấm với lại như là nước mắm kho quẹt. Nhưng mà kho quẹt phải có cơm, có cái gì ăn nó mới ngon chứ. Có nhầm không vậy? Có nhầm không? Khoai lang mà chấm với lại nước mắm kho quẹt nó kỳ lắm đó. Chị ấm này tên là tên quả gì đấy? Tên là tên quả gì đấy? Rất là may mắn tại vì mình là một người rất là thích ăn khoai lang. Nên là khi nhìn thấy đĩa khoai lang thì mình vẫn rất là vui. Và món kho quẹt cũng là một món mà chồng mình rất là thích. Nói nghe là có ý kiến. Dạ, sao chị? Tại vì nhà vui là chính đó là... thì gọi là cái gì, tấm lòng nó rộng mở. Dạ. Cho nên có thể chúng ta share đều đồ ăn. Ok, trời ơi. Bây giờ chị nói vậy mẹ nói không được, mà thấy gì em ham ăn rồi. Share hết đi. Tôi không đồng ý share. Tôi không đồng ý share.
những cái vật dụng của các bạn là tôi ăn quá nhiều rồi. Và các bạn cũng đang nói nhiều. Các bạn chưa bao giờ ăn được cái củ khoai lang này đâu. Very good. Ok, thấy chưa? Xin một câu. One minute. Quá ngon rồi ơi. Cũng tội nghiệp cho bác kia tự làm tự nhiên ăn khoai lang à. Tội nghiệp cho em nè. Nhưng mà con thấy cũng đúng mà. Hả? Ngon. Con thấy cũng đúng mà. Tại vì hạng ba là phải ăn cái món không ngon, còn hải nhất là phải ăn hải sản. Nhưng mà con phải mời em đi. Nhưng mà con phải ăn. Mời mọi người ăn chung với con chứ. Đúng vậy, con đang định chia. Mình chơi chung với nhau à. Đúng rồi, phải chia. Dạ vâng, xin mời gia đình mình chúng ta vô bữa. Chúc quý vị ngon miệng. Bút xê cả nhà ơi. Share. Sharing is caring. Ăn cơm rồi nè, con ăn cơm trứng không? Yeah. Ok, con lấy đũa cho bố mẹ nè. Bố một đôi, mẹ một đôi. Con đưa cho bố trước đi, hai chiếc giống nhau. Rồi bố xin con. Rồi con lấy một chiếc cho mẹ nào. Một đôi cho mẹ nào. Đây, giống nhau đây này. Thôi bây giờ mình đi ăn cà phê đi. Mỗi nhà ghé nhau một chút đi. Để mình ăn cà phê. Anh đi ăn này. Thôi con uống sữa thôi chứ con không muốn ăn mấy cái đó. Con không muốn ăn mấy cái đó. Hả? Không, mẹ lấy cơm cho con. Đưa chén đây mẹ lấy cơm. Đưa đây, đi. Cũng không hề kiểu kiểu bên này bên kia hay nhau. Không, mọi người đều có một cái sự so sánh. Mọi người là... đều sẽ nói là sẽ chia sẻ với nhau và sẽ cùng ăn với nhau. Đấy là một cái mà mình nghĩ là các bé sẽ nhìn vào được và các bé sẽ nghĩ rằng là mình sẽ học tập được cái sự chia sẻ cũng như là không có phân biệt cái sự cao thấp thắng thua gì cả. Anh đi ăn cơm trứng không con? Quá. Dạ có ăn cơm trứng. Trời. Ồ, anh đi có đùi gà kìa anh đi. Khoai lang, con muốn khoai lang. Lấy đúng rồi, lấy đi. Không, con muốn khoai lang. Con thích đò. Con thích khoai lang nhất. Thôi mẹ lớn hơn con, mẹ lấy cái đò cũng được đi. Hả? Mẹ lấy đi. Con trai ơi, con ăn miếng gà nha. Đúng không? Trời ơi, cực kỳ, món này mới là cực kỳ. Anh ăn miếng tôm nè anh. Không, trời ơi, đó là thường thôi. Món này mà đúng là cao lương mỹ vị nè. Vậy gia đình mình thấy ngày hôm nay món ăn như thế nào ạ? Ngon ạ. Dạ anh Lực. Ổn. Ổn. Con muốn ý kiến. Sao con? Sao anh Điền? Con thấy nhìn, con chỉ nhìn thôi, tất cả món ăn ở đây là đều ngon rồi. Con thấy cơm chứ chúng là con thèm đúng luôn rồi đó. Dễ nuôi ha. Còn cam đậu thì sao ạ? Ngày hôm nay mình thấy thử thách mình khó không ạ? Những thử thách chúng ta từng vượt qua. Nói chung là bố mẹ thấy khó, còn các bé thì không thấy khó. Thử thách các bé là, trông các bé là khó nhất. Các bạn nhỏ ơi, sau ngày hôm nay thì các con có lại kết bạn được nhiều với nhau chưa? Được rồi. Dạ. Con kể con có bạn nào đâu, con kể ba nghe coi. Bạn con trong trường á. Không, đây nè, bạn đây nè. Dạ, bạn đây nè, bạn đây nè. Bạn đây nè. Anh tên gì? Đi. Đi luôn. Chung tên con. Chung tên, dạ, Andy luôn. Andy. Rồi bạn nào nữa, bạn gái của con tên gì? Đừng có dành em bạn gái của tôi nha. Trời ơi, đừng dành bạn gái với tôi. Bạn chết gái. Rồi. Đừng để sức mẻ tình huynh đệ. À mọi người ơi, bây giờ thì trên tay của Huy đang giữ kết quả cuối cùng của món quà đặc biệt. Theo mọi người thì gia đình nào chúng ta sẽ được bình chọn nhiều nhất? Tôi nghĩ là gia đình nào có mấy bạn nữ là sẽ được nhiều nhất á. Đúng rồi. Tại mấy bạn nữ dễ thương. Trang có con trai rồi đó, cho nên bây giờ nhìn bé gái nhìn rất là cưng. Anh cũng vậy, anh thích bé gái mà. À vậy hả? Tôi thích nhất là bé Trang. Gia đình nào cũng đáng yêu hết. Tôi thấy gia đình nào mà ăn cực khổ là gia đình đó là gia đình tốt nhất. Thì anh hỏi em hả? Ngon quá, anh đang ăn món của vua chúa.
Kết quả cuối cùng là chúng ta sẽ có được món quà đặc biệt dành cho gia đình được số lượng bình chọn nhiều nhất. Chúng ta đã có một cái tên duy nhất nhận được 4 phiếu bình chọn và xin được chúc mừng. Thực ra là nhà Cam thì sẽ nghĩ là gia đình của bé Andy, nhà chị chị Thu Trang đó, bởi vì là kiểu xem cũng đã xem qua những cái bức hình treo lên rồi thì thấy là tạo dáng rất là kiểu tự nhiên, với cả là bé cũng rất là xinh trai, bé rất là xinh trai. Andy cũng chọn gia đình của bé Son và bé Cam thôi. Chọn đúng gia đình hai bạn nữ đẹp thôi. Gia đình. Gia đình bé Son. Chỉ cần mãi mãi cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Tôi sẽ không có gì là khó và luôn tự tin vào chính mình. Giúp con chinh phục thử thách lớn khôn. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Con thấy vui, con vui nhất là tại vì con thắng. Con thì hay nói là tại vì con thích ăn Andy. Gia đình mình ơi. Ơi, là lúc chú Huy nói nè. 3, 2, 1, xin mời. 3, 2, 1, xin mời. Nhà bé Son mà được cái giải này thì nhà Cam cũng cảm thấy là rất là xứng đáng. Thank you, bạn ơi. Thank you. Không có chi. Không có chi. Ok. Green team. Opa. Ops, xin lỗi. Yeah. Oh, thank you. Anh nhò. Nhò nhá. Thank you. Cây. Cây à, thế để vào đây. Ăn đi cứ ăn đi, nếu mà ăn được thì cứ ăn, không cay thì uống nước lọc là xong. À, tôi chỉ ăn tí. Trời ơi, mà thấy rồi. Cầm bốc trứng ăn tiếp đi. Được không? Tay rồi. Tí nữa là mẹ có giấy ướt, mẹ lau cho con. Ôi, cảm ơn. Kia, cứ lấy đi. Nho, 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 nho. Yeah, Riff. Thank you. Con phải thank you đi. Orange. Cho xin một đầy nhá. Yeah. Ok, thank you. Thank you. Mai mốt Son phải cố lên, Son làm gì cũng tốt. Để mấy cô chú bình chọn cho Son nha. Nhìn cơ, nhìn cơ. Nhìn làm sao kìa. Ngủ rồi, ngủ. Em ngủ rồi. Con nghiêm em không? Giống biết là hầu quán ngủ quá. Hôm nay vận động nhiều quá mà. Và thưa quý vị, như vậy chúng ta đã vừa kết thúc một ngày với rất nhiều những thử thách khác nhau. Có những cảm xúc vui có, buồn có, vui buồn có chút ít, khóc cũng có. Rồi những cái pha mà vô ếch cũng có. Và những chấn thương từ những ông bố cũng có. Nhưng mà đổi lại đó chính là rất là nhiều những kỷ niệm của chúng ta. Những gia đình ngồi chơi, những trò chơi quay quần với nhau. Và chúng tôi hy vọng rằng qua những thử thách này thì các ông bố và mẹ sẽ thấy được nhiều điều bất ngờ từ những người con của mình. Trang thì Trang thấy là mỗi một gia đình thì có một cái màu sắc và một cái cá tính riêng. Mấy bé cũng vậy, 6 bé thì cũng có 6 cái cá tính rất là riêng biệt mà mình nhìn vô mình thấy rất là rõ. Vui lắm, hôm nay là một cái ngày rất là vui. Mình biết được thêm một số gia đình nữa. Và đặc biệt là con mình có một cái sân chơi để mà giao lưu thêm một số bạn mới nữa. Anh nghĩ là nếu mà chương trình này kết thúc thì chắc mấy bạn nhỏ là những người buồn nhất. Nó sẽ quen với bạn, xong rồi sau này mà không có gặp nữa là chắc sẽ buồn. Em thấy vui và cũng khá là căng thẳng bởi vì là bạn đậu nhà em hôm nay bất hợp tác và hơi bướng một chút. Và hiện tại như bạn thấy em đã ngủ rồi. Bạn ý là chắc như là vậy. Chắc là mệt quá, thử thách mệt quá. Vâng. Thực ra hôm nay là anh thấy là chưa hòa đồng. Ờ, thì em biết thế rồi, em biết là tính đậu như thế nhưng mà biết là bên trong rất thích chơi mọi người. Thì cái đấy thì mình biết đấy. Thôi. Nhưng mà rồi đến cuối cùng thì bé cũng rất là vui vẻ hợp tác với cái phần trò chơi. Và
đối với mình như thế là thành công. Thử thách luôn là nằm ở các con, và chính các con đã vượt qua được chính cái ngưỡng của bản thân mình, vượt qua được những cái vùng an toàn của bản thân mình, tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, tham gia những cái thử thách mà mình chưa bao giờ tham gia cả. Và chắc chắn là ngày hôm nay thì tất cả các ông bố bà mẹ thì đều rất là hài lòng với cả những cái thử thách cũng như những cái trò chơi mà chương trình đưa ra, và những cái người bạn mới mà chương trình mang đến cho các bé nữa. Bình thường thì Cam nhà em rất là nhút nhát, và hôm nay thì gặp được các anh chị lớn thì Cam rất là vui. Đây, bình thường chỗ đông người không bao giờ dám tự cầm miếng cam ngồi đứng ăn này luôn á. Nhưng mà sau hôm nay thì cũng bạo dạn hơn rất là nhiều rồi, và chắc là chặng đường sắp tới thì Cam sẽ còn thay đổi hơn rất là nhiều. Và đấy là cái mục đích mà nhà Cam muốn tới chương trình, để cho giúp Cam có thể lớn khôn hơn. Surprisingly fun, very engaging activities, and I think all of us had the whole family, we had a great fun, and it was exciting to meet the new families, all right? Tất cả những thành viên trong gia đình của Trang, là ông xã Trang, là anh Johan và bé Son cùng tham gia với Trang, thì Trang cảm thấy rất là vui, rất là hứng khởi và cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái mà mình nghĩ là các bé đã học được ngay trong ngày hôm nay đó là chia sẻ đồ ăn và chia sẻ mọi thứ khi mà chúng mình chơi ở trong cùng một nhóm. Đấy là cái điều mà mình thấy vui nhất trong ngày hôm nay. Sau cái buổi này là phải về nạp năng lượng liền, để ngày mai ngày mốt rồi bắt đầu vô một cái thử thách mới nữa, sẽ có tràn đầy cái năng lượng để mà cùng tham gia cùng với con trẻ. Dạ vâng ạ, cảm ơn các gia đình ạ. Và hy vọng là xong những số tới, chúng ta sẽ gắn kết hơn nữa, và đặc biệt là thử thách cũng sẽ bất ngờ hơn nữa. Và thưa quý vị, chương trình chúng ta vẫn còn rất nhiều thử thách hấp dẫn phía trước, và đòi hỏi sự đoàn kết của các gia đình cũng như là tính độc lập của các bé ngày hôm nay. Và hãy đón xem những thử thách của chúng tôi vào số kế tiếp. Và chúng tôi xin hân hạnh cảm ơn nhãn hàng Dutch Lady sữa của Hà Lan đã tài trợ độc quyền cho chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Thử thách lớn không. Ở tập tiếp theo, các gia đình sẽ cùng nhau trải nghiệm thử thách mới mang tên lớp học tài năng. Tại đây, các cô cậu bé được quyền đi theo tiếng gọi con tim để lựa chọn ra lớp học mà mình yêu thích. Tuy nhiên, đã có những giây phút dường như các cô cậu bé của chúng ta muốn bỏ cuộc. Liệu một lần nữa các bé sẽ đối diện với chuyện này như thế nào? Sẽ bỏ cuộc hay sẽ đứng dậy và bước tiếp? Hãy cùng đón xem tập tiếp theo để có câu trả lời nhé! Đón xem tập 4 Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 17 tháng 4 năm 2020 trên kênh HTV7, và được phát lại vào lúc 20:50 Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1. Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chút nữa thôi.